gặp bạn nữ em thấy run quá, đẹp quá. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau. Và lời anh muốn nói với em là ta sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn. Gần bên nhau đến ngày mình già nua vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình già nua vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến bạn Nam cũng như khán giả đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what springs feel like, contributed and moss. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Em xin hết ạ. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. Điểm mạnh điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình thì em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học. Do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau. Nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được 1 năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết. Lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn. Ảnh cũng quan tâm, ảnh cũng chăm sóc em. Nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng. Quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phu. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, em cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Em nói một cái, em dạ. Có một cái là chị
Mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao xem vai em là được rồi. À, với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, à, biết chia sẻ là được. À, hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ, có ạ. Em đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Profile khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Five, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Yeah. Thấy trời chưa? Ơi, xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ con, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ, thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? À. Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen? Con không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. À đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình à. Rồi. Ba mẹ quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình, ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi. Rồi mình thể hiện tất cả tài năng của mình cho nhau nghe. Để chinh phục đối phương nha. Hôm nay đến chương trình có món quà tặng bạn. Em được cuốn sách. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Ừ, dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận, mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ, tự nhiên mà, gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Lần đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Và người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ, tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà nếu mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Lát nữa nếu mà được thì hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở, nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em, quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó mới gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai?
Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm, nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi, và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền, thì anh thấy rằng phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Hay quá. Rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ chồng hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác, tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác và được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau. Và lời anh muốn nói với em là ta sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến tỉnh Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Em xin hết ạ. Chồng hữu ấy tiến tới ha. Chúng ta nắm tay bạn gái. Hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin phép nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Dạ. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi. Về ghế ngồi đi các bạn. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn Hành Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chị Trời. Tự nhiên tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha, xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là chồng hữu, hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Xin chào mọi người, chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan, em 24 tuổi, hiện em là một chuyên viên trang điểm. Em thường chuyên làm tạp chí người mẫu. Em làm việc và sinh sống hiện ở Sài Gòn. Thôi, mời em trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ, chào chị Ngọc Lan, chào gia đình nhà gái, chào bạn gái bên kia.
Em xin tự giới thiệu, em là Tạ Đức Phát, sinh 1995, quê quán ở Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi. Em đang làm nhân viên văn phòng công ty cấm sứ Minh Long 1. Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát? Chuyên môn của mình đó. Chào em, làm văn phòng mua hàng ạ. Chào em. Chào chị. Dễ thương quá à. Để coi, hồi nãy nói là hô thấy không? Dạ. Cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là cái gì? Dạ, về ưu điểm của em là một người chịu khó trong việc, rất là nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi việc mà mình nói ra. Còn về nhược điểm thì em biết nấu ăn mà nó không có ngon. Có thể là dù như bạn nấu thì em có thể là phụ giúp các bạn. Trong đi qua ngó nghe vậy là thấy được. Được không? Được. Được ha. Phần hình là được rồi đó. Được ha. Giờ đi về. Để tôi coi nhà gái coi sao mà qua mà coi tôi sao. Trời ơi, ta tự tin ta mới đi qua bên kia người ta kiểm tra chứ bộ. Được. Đó, thấy không? Chào, chào cô gái xinh đẹp. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì em là người thích độc lập. Rồi tốt, đây là một cái điểm cộng. Nấu ăn được không? Em biết nhưng mà không giỏi. Nấu được mấy món? Như em nấu canh rau, canh canh cà chua trứng. Canh cái gì? Canh cà. Cà chua trứng. Cà chua trứng. À cà chua trứng. Canh màng mây đó. À. Đổ cà, đổ mây mà đổ trứng canh sinh thành mây. Canh kim chi, kim chi thịt heo. Hay là thịt ram, những món xào. Thôi được rồi. Có kim chi và ăn là ngon rồi nha. Có tật xấu gì không nhà gái? Có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý như ý mình mong đợi á thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu lắm, tạo áp lực cho mình rất là lớn, mình rất là dễ bị cộng. Thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai? Em sẽ nhốt mình đó. Thường... nhốt mình ha. Vậy là dễ tự kỷ lắm. Chứ có nào trút vô người đối diện không? Thường rất là khó, là bạn em thường nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội. Được đó, tôi thấy rằng hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau. Nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà gái biết đi. Con cũng trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là mối tình thời cấp 3. Thì mối tình thứ hai thì sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm. Rồi gia đình bạn gái thì có bắt rễ. Phía gia đình em thì... không chịu. Dạ, kêu cứ ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở. Chia tay vậy cũng buồn quá ha. Quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó? Dạ con quen hơn một năm ạ. Bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi, ở rễ ở đâu cũng được. Quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt. Chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi. Dạ đúng rồi. Nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao? Dạ thì trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện. Thì nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về về kinh tế thì hai bạn sẽ quyết định là ở đó. Còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tôi ngay chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ. Nếu dạ. như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện, đúng không? Dạ, cho tôi tốt quá. Được không? Dạ được. Ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa? Dạ, 2017 rồi. Là nay 4 năm rồi. 4 năm rồi, lúc đó nó còn trẻ. Bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa? Tại gì vậy? Tại gì vậy? Tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa, nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới. Hỏi tình cảm của giờ sao chứ ai nó lòng dạ sạch sẽ chưa? Làm như đi mua cháo lòng ăn gì đó. Thôi quê quá đi về. Trời đất ơi, mà mối này biết rồi. Nhà gái sao nói cho nhà trai chị biết thôi. Chị hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi. Em trải qua ba mối tình. Hai mối tình là hết thời đi học rồi. Thì nó rất là dễ thương, nó kiểu tình yêu gấu bông thôi. Mối tình thứ ba mới quan trọng nè, lâu không? Lúc mà em học năm nhất thì em có quen anh. Cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thơ lắm, mình còn trẻ con lắm. Nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu. Có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống, quan điểm. Tại vì anh ấy đã đi làm rồi, nên là có nhiều thứ phải lo lắng. Rồi, bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè. Mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Em thích một người hài hước và vui vẻ. Bạn có thể chơi thể thao, có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, vẽ vời. Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình. Hay ha. Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình. Bạn khiêm tốn mà. Nhà gái rất là thông minh ha. Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy? Con thì chắc nó trên 99% rồi. Trên 99% rồi nha.
Bây giờ nè, mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà coi giống mình bên mình không? Em muốn bạn gái rất là lanh lợi, muốn bạn đó nhanh nhẹn, sau này ví dụ như là mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình. Em muốn mở một cửa hàng sữa. Sữa sao thích bán sữa? Dạ thì tại vì em nghĩ tới bây giờ nhu cầu của mọi người trong mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái khả năng sức khỏe của mình. Có chiến lược. Dạ. Nó nghe là bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập? Dạ thích bạn ốm thôi. Dư ốm luôn á. Nó nghe nè, thích con trai mũi cao hay mũi thấp? Mũi cao. Đó, bên đây dư cao luôn. Cao. Cao quá trời cao. À, rồi mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Để coi coi sao hai cho hai đứa trẻ gặp mặt đi ha. Bên đây em đi với ai bé? À, em hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em. À, có mẹ theo nữa. Mình là mẹ của Xuân Lan. Dạ. Đến chương trình mẹ cũng cảm ơn chương trình và ông Mai bà Mói. Thấy dễ. Dạ. Tương lai thì sao? À, thấy thì cũng được mà hai đứa đều nhỏ hết. Nhỏ xíu. Từ nó lớn. Giờ nó phát triển nhanh lắm. Một vài năm mà gọi là nấu ăn ngon, nuôi ngon là lớn ngon lắm. Hỏi bên nhà gái có bắt rễ không? Ở đâu có phương tiện mà ăn ổn định thì mình phải chấp nhận. Hay quá. Được phải không? Được đó. Đó. Đúng thời điểm rồi đó. Đúng người, đúng thời điểm. Còn con đi với ai? Dạ con đi với gia đình con, anh và sếp con ạ. À rồi, nào mời nhà trai. Xin chào ông Mai là anh Quyền Linh và bà mối là chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em là tên Huy, là anh thứ năm của Phát. Yeah. Phát thì tính rất là chịu khó, thật thà, siêng năng, rất là cô hiếu, với sống thì có trách nhiệm với những người xung quanh. Cũng mong cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai cũng như hai bạn sau chương trình này thì hãy cho nhau một cái cơ hội để đi đến xa hơn. Anh Năm thấy em bé bên nhà em thế nào anh Năm? Dạ em bé thì nhìn tuy nhỏ chứ mà rất là dễ thương, lanh lợi, có cái tính là tự lập rất là cao, cho nên rất là ok. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ kính chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Thì giờ mình là quản lý trực tiếp của bạn Phát. Thì chúc em kiếm được một nửa tình yêu của mình. Thì anh thấy bên bạn gái thì cũng rất là ok. Anh mong thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Rồi chuẩn bị mở rào nha. Mở rào. Chào Lan, hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn. Dạ em cảm ơn anh, em có một món quà muốn gửi cho anh. Cảm ơn. Đó là một cuốn sách ạ, thông điệp của nước ạ. Anh có thích đọc sách không? Anh cũng có hay đọc lắm. Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách thông điệp của nước. Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì. Nhà trai tặng bó hoa thông điệp của hoa. Dạ, thì em thấy bạn là người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè. Trời ơi quá. Dạ. Trời khéo miệng rồi. Hả còn nữa hả? Dạ. Thì mình có thêm một cái quà là một cái ly nước. Để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể nhớ tới mình. Dạ. Ừ, đẹp quá. Dạ em cảm ơn. Dạ. Tới đây cháu cũng cháu đứng rồi con. Dạ, cháu rất ngưỡng mộ chú á. Nên cháu cũng mong có một ngày đến đây thì cũng tặng chú một cái ly để chú dùng nước ạ. Cảm ơn con, trời. Dạ. Ơi thiệt nó chu đáo sợ luôn. Dạ, em cũng xin phép tặng chị ạ. Làm như quên luôn. Dạ. Chị rất là cảm ơn em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly, các bình, nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước để uống. Nên rất là thích. Bây giờ á, đứng lên hát bài tặng bạn gái coi coi. Đó, mạnh mẽ lên nào. Rồi, nào. Em xin phép hát một đoạn trong bài Vì Yêu ạ. Cố lên nào, cố lên, cố lên. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu.
muôn nghìn cùng sống xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình ăn tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rết mưa sao chưa rết nỗi buồn. Dạ gái đáp lại liền luôn. Em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương, đó là Một Ngày 200 Năm. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tàn nhớ lên ánh bình minh. Rồi, về chỗ ngồi đi. Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào? Em muốn người bạn trai của em như thế nào? Là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình, có thể là giúp đỡ sát cánh với mình những cái lúc khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng cảm và có lòng trắc ẩn. Em cảm thấy mà hợp thì khoảng bao lâu thì em có thể xác định cho hôn nhân của mình? Hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới, nhưng mà nếu mà thật sự có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể tính. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là nói chung là làm cho mọi người đó, cười rất nhiều. Nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình đó, thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là thích đẻ mấy đứa con? Nói đi quan điểm của mọi người. Dạ theo con thì khoảng là ba, mình là ba là đủ. Thì con cái thì do con ông trời cho mình thôi. Em thấy hai là đủ. Nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính. Mình tính thì không bằng trời tính. Bây giờ có một chuyện vậy nè, đứa ở Bình Dương, đứa đang ở Sài Gòn đúng không? Dạ, nhưng mà em đang ở Tây Ninh. Về địa lý là nó hơi xa nhau đó. Rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy, rồi tính sao? Dạ 2 tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái. Chưa 2 tuần. Nếu tao thương quá 1 tuần. Nếu mà thương quá tao ở dọn vợ luôn. Có ai bà con quen gì ở Tây Ninh không? Vợ gặp đâu có. Vợ gặp đâu có. Đấy là đối với em thì khoảng cách không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Đó, cái này vui nè, đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó. Từ từ nó mới vui. Đó. Mình đưa ra quyết định thôi. Dạ. Ok. Dạ. Dạ thì trước khi bấm nút, mình có một món quà tặng cho em bất ngờ. Thì mong em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Thấy nhà trai ga lăng chưa? Chúng mình lên đại chỗ lấy đi con, lấy gì lấy. Nhà trai có nhiều cái bất ngờ quá. Fan. Wow. Mở mắt ra nào. Anh cũng mong món quà. Thì mong em mở cái sợi dây thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh trong đó. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Đọc chữ ra gì đó. Đọc chữ trên cái bong bóng kìa. Có chữ đó. Nhân gian rắc rối bộn bề, thôi em bỏ hết trở về bên anh. Trời ơi. Trời ơi. Đây nè, cái dòng này mới quan trọng nè. Để cao lên. Rồi, đọc đi. Anh đọc đi anh. Vậy yêu ơi, anh đợi em 26 năm bánh chưng rồi. Em cảm ơn anh. Món quà rất là dễ thương. Chương trình cũng đến đây cũng tạo cho mình một cái duyên, thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình. Rồi về ghế ngồi. Cảm xúc bây giờ con trời ơi. Anh sẽ xích ra đây này, xích ra đây. Đúng rồi, xích ra giữa nè. Anh cũng có món quà nho nhỏ. Dạ. Xin gửi tặng em. Anh cho anh xin phép được đeo em. Dạ. Trời ơi. Em quỵ xuống cái là rối luôn đó. Đặt tay. Cảm giác thế nào? Rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy. Rất là cảm động. Ok. Rồi, về ghế ngồi đi, chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi.
The Great Wave. Toshiba. Chúng ta lắng lòng mình lại, cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó. Bấm với không là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mẹ tương lai ngồi đó đó. Dạ. Mình nói xin phép bác và cho tụi con quen nhau. Dạ, con xin phép bác. Con xin phép được quen em Lan. Còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài. Và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ. Rồi, mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn. Rồi, mà em mời chị ngồi. Giờ sẵn đà cái mình giới thiệu về mình luôn đi chị ơi. Là em tên là Lê Văn Ba, em năm nay 27 tuổi và em đang làm công việc là nhân viên kinh doanh và kỹ thuật điện ạ. Thì ai gặp em cũng kêu bằng ba chứ. Người lớn cũng gặp ba. Dạ vâng. Đúng không? Dạ đúng. Bạn gái mới gặp kêu ba. Rồi anh của ba tên gì? Em có anh trai tên Phong. Nếu mà ghép lại thì là Phong Ba. Trời đất ơi. Tôi đi nhiều chị. Dạ chào chị. Dạ trời. Phong đó. Dạ, em Phong có... anh tên Phong đó. Có có em không? Ừ, có em gái ạ. Tên Dung. Hết hồn tưởng Phong Ba rồi tới bảo tán. Không, nhưng mà nó có đứa anh trai đó. Đứa anh trai em có người yêu chưa? À, anh trai em thì có gia đình rồi ạ. À, có rồi hả? Tưởng đâu chưa có ghép với anh Lan là Phong Lan. Hồi nhỏ lớn đi học có bao giờ gặp cái sự cố gì cái tên mình không? Những cái chuyện gì mà nó mắc cười liên quan tới cái tên mình á? À, có rất nhiều. Tức là cái tên của em thì bị biến đổi rất là nhiều thành rất nhiều cái biệt danh. Em bị gọi là Tam Mao nè, Ba Tây. Ba Tây nghe đỡ, nó kêu ba Bích mệt. Có ai kêu ba Trận không? Em còn nghĩ... Trời ơi, mai tôi có thể có duyên quá hả? Cũng từng có nhưng mà người ta chỉ gọi cho vui thôi. Nhưng mà đặt cái tên ba đúng là... Công nhận ba em cũng khôn thiệt. Cái tên độc nhất vô nhị đó chứ bộ. Nói cho vui thôi. Trời ơi, áp đảo em quá ha em. Em gái, em giới thiệu mình cho mọi người biết đi. Em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Bùi Thị Hoàng Thanh và em sinh năm 1992, năm nay 30 tuổi. Em đang sống và làm việc tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là Thanh đọc sách là nhiều lắm á Thanh hả? Dạ cũng tương đối thôi ạ. Nhưng mà nói rõ hơn là Thanh kia 30 tuổi đúng không? Ba nhỏ hơn Thanh. Có trở ngại gì không ba? Chắc không đâu ạ. Ba mà sợ gì? Không có ngại gì chứ. Thanh ưu điểm khuyết điểm sao Thanh? Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, nhiệt tình với mọi người và sống tích cực. Hay quá. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm thì cái về phần nấu ăn thì có hơi yếu xíu. Cho nên chắc đó cũng là một cái trở ngại. Không sao đâu Thanh. Không sao hết. Thật ra là nấu ăn yếu xíu không sao. Quan trọng là mình mạnh thế mạnh người khác. Điểm mạnh điểm yếu của ba thế nào ba? Dạ em điểm mạnh của em thì không thích nhậu, không hút thuốc và không biết chơi bời gì nhiều. Rồi em biết nấu ăn, biết làm việc gia đình. Ba biết nấu ăn ha. Điểm yếu của ba là gì ba? Điểm yếu của em thì em sống rất là kinh, kiểu như em ít chia sẻ, cũng hơi nhút nhát trong vần là nói chuyện với con gái. Nhút nhát vậy mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì cũng có 2 mối tình. Mối tình nào cũng chưa được 100. Sao mà chia tay vậy ba? Lúc đấy thì còn trẻ, chưa được chín chắn. Chưa chín chắn. Tình hình ba tôi vậy đó. Ba rất là dễ thương nha mọi người. Bây giờ mới nhìn kỹ ba nè. Ba đẹp trai quá. Hai đứa đứng kế bên. Ba Lan. Ba Lan hả? Dễ thương quá. Ghẹo hoài, ghẹo nhỏ hoài, nhỏ bẽn lẽn, nhỏ mắc cỡ. Tôi như là ba đứng kế bên, ba Linh là ba của con Linh. Nó dễ thương. Nói nhưng mà dễ thương lắm em đừng. Ba dễ thương lắm ba. Mắc cười. Để hồi ba chờ con qua đây con nói chuyện. Em nhức đầu quá. Ba bên anh dễ thương lắm. Dạ. Xin cái đường tình duyên của mình á là sao? Có mấy người yêu rồi?
Dạ, thì em hiện tại, không phải hiện tại. Em đã trải qua một mối tình chính thức. Dạ, thì trong vòng khoảng 5 tháng. Trời. Dạ, nhưng rồi xong cái dịch nó ập tới luôn ạ. Đây chắc có lẽ là cái mối tình cũng chưa sâu đúng đậm rồi. Cho nên là nó sẽ dễ hiểu lầm nhau nhiều có hơn. Có thể là có mấy tháng chưa có ấy thôi, chứ thật ra nếu yêu nhau con Covid thì nó có tồn tại một năm đúng nữa rồi. Người ta cũng yêu nhau. Rồi bây giờ mẫu hình lý tưởng của em gái thế nào? Ngoại hình trước, nói chung là em thích những người nhìn rắn chắc chút xíu. Rắn chắc. Dạ. Mình... cao hơn em. Em hiện tại 1m6 thì cao hơn em khoảng 1m65. Cũng được. Dạ. Rồi gì nữa? Rồi còn tính tình thì phải vui vẻ, hòa đồng. Bên kia vui. Vui lắm. Vui. Nghe nói cái tên cái là vui liền à. Ở nhà nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, xưng tên thôi là thấy chúng vui rồi. Ba, ba giận em hả ba? Là hết giận. Bực mình lên quạo chửi ba luôn à. Ba tưởng tôi ngán ba hả? Ừ. Ví dụ vậy. Rồi, không thích điều gì ở đàn ông? Không nhậu nhẹt nè. Không nhậu nhẹt cũng không tính nổi, nhưng mà ý là phải có kiểm soát. Bên kia không có nhậu. Dạ, không hút thuốc, không gia trưởng. Ba có tích gia trưởng nói chung ba? Là suy nghĩ tích cực. Dạ không ạ. Được. Nói chung là được đó. Tôi tham khảo nhà gái thì thật ra nhà trai rất là phái phái nhà gái luôn. Nhà gái nhìn qua anh kia, nhà trai cũng phái phái nhà trai luôn. Rất là hợp lý. Hợp nhãn đó mọi người. Bây giờ là tôi hỏi coi nhà gái mình đi với ai nè. Dạ hôm nay em đi với mẹ và chị đồng nghiệp. À, có các mẹ chị đồng hả? Nghiệp. Dạ. Chào cô. Dạ, nhìn chung thì thấy cháu đây cũng được. Nhưng dạ, mà để coi coi hai cháu tiếp xúc nói chuyện ra làm sao. Dạ hiền hậu không cô? Dạ hiền, nhưng mà chưa biết quê quán ở đâu hả cháu? Dạ con ở quê ở Thanh Hóa, hiện tại con đang sinh sống ở Sài Gòn. Con sống cùng gia đình. Đúng rồi, nó xưng hô gì được á. Tự nhiên mẹ giờ tương lai hỏi nó ba ở Thanh Hóa rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Và mình biết Hoàng Thanh là hơn 10 năm rồi. Và mình cảm nhận được một cái sự tích cực trong người cô bạn này. Một cái gì đáng yêu lắm. Và một cái sự quan tâm chia sẻ đến mọi người rất là tốt. Trong qua cái chương trình này thì sẽ có được những cái duyên, những cái cơ hội đến với nhau. Và có một người khơi mở được cái tấm lòng, cái tâm hồn của Thanh ra. Rồi, cảm ơn nhà gái. Thật ra là nhà trai tôi đã chịu ngay từ lúc đầu rồi. Dạ, em đi với bạn em ạ. Dạ, em là bạn của ba. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà gái. Em thấy thì bạn gái bên này cũng rất là xinh đẹp, dễ thương. Cũng thấy hợp với ba nên... Bây giờ thôi, mở cửa với... Dạ. Cho hai bạn trẻ gặp nhau đi ha. Mở rào. Mở rào. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái món quà muốn tặng cho Thanh. Cái này thì mình cũng thích cái thực quả này thực tế nên mình muốn tặng bạn cái này. Bạn có thể trang trí bàn làm việc hoặc là trang trí trong phòng của mình. Có thể là mở nhạc cho bạn nghe buổi tối, bạn ngon hơn cũng nên. Cảm ơn quà của bạn nha. Rồi đây là quà của Thanh. Dạ, cảm ơn Thanh. Bẹp ba đi. Keo. Ba đứng kế Thanh thử coi. Nãy Thanh nói cần chàng trai cao mét mấy rồi đó. Thanh tự đánh giá coi hợp lý chứ Thanh, về chiều cao đó. Dạ chắc cũng được, tại em đang mang dép cao. Bây giờ mình về vị trí ngồi đi. Dạ. Hồi nãy lúc mà mới ra thì em cũng thấy là anh nói rất rất là tự tin. Nói chung là rất là lớn giọng nha. Cao nó to rõ. Nhưng mà sau biết riết rồi từ chắc bị rụt rè hay sao á. Bắt đầu nhỏ lại. Đúng. Nhiều khi em cũng không nghe được luôn. Dạ. Thì nói chung ấn tượng đầu tiên thì anh cũng hơi nhỏ. Chắc tại em cũng ốm nên nhìn cũng người cũng có ốm. Đúng rồi, anh thì hơi ốm thật. Trước đấy, tại vì dịch này thì trước đấy là có đi tập gym một chút. Cho người nó khỏe và to xíu. Nhưng mà dịch bệnh quá thì cũng ngưng được diện một thời gian rất là dài rồi. Nên mà người nó bị nhỏ dần đi. Thì em cũng muốn hỏi là anh mình có thích chơi thể thao không? Có, mình chỉ là chơi môn tập chơi thôi. Tập chơi môn chết quốc eo á. À, môn đấy mình gọi là thể thao đường phố. Hay ra đi tập hít đất xà, chơi xà đơn.
cho khéo người đợi đợi. À, anh có gì hỏi cứ hỏi đi. Bây giờ mình nói cái cảm nhận về bạn nữ đi, mở rào ra mình thấy bạn nữ làm sao? À, em thấy bạn nữ rất là xinh đẹp ạ. Sáng người thì cũng dễ thương, đáng yêu ạ. Rồi, hồi nãy hai bạn ở đâu đó, một tuần hẹn như thế nào, cái cách hẹn hò sao mình trao đổi luôn đi các bạn. Thời gian dành của em như thế nào? Thì em làm chủ yếu là giờ hành chính, 5 giờ là xong. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chỉ trừ những sự kiện thôi nha. Lâu lâu sự kiện thì vẫn có thứ bảy chủ nhật đi làm. Ba nói với Thanh cho Thanh biết về gia đình của mình đi. Thì anh đang ở với gia đình ở Bình Chánh cũng được 13 năm rồi. Nhà em hiện tại là có em, bố mẹ và em gái. Anh hai lấy vợ thì cũng ra ở riêng rồi. Được, còn Thanh? Dạ, yeah, thì em hiện tại đang sống với mẹ. Chị sống với mẹ thôi. Các chị thì đi lấy chồng rồi. Thế thì khi kết hôn rồi mình đi làm dâu rồi làm không ở với mẹ được không? Dạ thì cái vấn đề này thì cũng có nói trước rồi. Thì con gái đi lấy chồng thì vẫn theo chồng. Nhưng mà nếu mà em kiếm được một người mà có thể về và sống chung với mẹ thì cho mẹ đỡ buồn. Nhà Thanh là ở đâu? Dạ hiện tại nhà em ở quận 8. Ba về làm rể được không ba? Dạ được ạ. Được không? Tại vì bên đây chỉ có hai mẹ con thôi. Lấy chồng thì phải theo chồng rồi đó. Ba chịu làm rể rồi. Nhưng mà có cái nhu cầu là ở rể thì có đồng ý không? Ba chịu rồi. Ba nói ba chịu giờ ở rể rồi thì... Chị nhưng mà thấy không tự tin lắm nên phải hỏi lại. Quận 8 với ở Vị Trắng thì cũng không xa nhau lắm thì... Thôi mình nói chứ giờ ở rể cũng sướng mà. Được không? Dạ, được không ba? Dạ được. Con nói ba nghe không? Dạ nghe ạ. Rồi bây giờ thì ba lại nắm tay bạn gái đi. Mạnh mẽ lên ba. Cái gì mà ngại ngùng vậy? Sắp lấy vợ tới nơi rồi. Đừng có la ba. Em có lạnh không? Không, em cũng thấy tay lạnh hơn cơ. Anh còn rất là lạnh và rúa. À... Hát gì đó ba? Anh đã thanh. Anh sẽ nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hơn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Hát nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Để em hát ngắn. Thanh hát cho ba nghe đi Thanh. Em sẽ nói anh nghe, nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Yeah. Chú chú. Na 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 na. You're enough, the best to me. Các bạn để tay vào nút bấm đi. Phải bấm từ trái tim của mình nha. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng em. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ là nắm tay chính thức mình hẹn hò rồi đó. Đúng rồi, nắm tay này xen tay vô nhau đó. Hai bạn này dễ thương lắm, hai đứa lấy nhau để con cũng đẹp lắm. Đẹp đôi đó, đẹp đôi đó, nét ai cũng nắm đẹp. Nắm chặt tay nhau đừng buông ra nhá. Em tên là Bùi Duy Đạt, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì con đang làm công việc tự do. Tự do. Dạ. Cụ thể là công việc gì? Thực ra con đang theo đuổi con đường về tài chính. Thôi mời nhà gái. Là đầu tiên nhân dịp năm mới em xin gửi lời chúc đến chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể quý khán giả đang ngồi tại trường quay cũng như quý khán giả đang theo dõi trên chương trình truyền hình. Chú Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Vũ Hồng Minh, em cũng 25 tuổi, hiện là đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc cụ thể là làm kế toán cũng liên quan đến tài chính giống như bạn nam. Rồi khỏe, bạn đây kiếm tiền, bạn bên kia ngồi giữ tính toán. Dạ vâng. Ha, hợp lý. Bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của nhau đi.
Về tính cách thì em hòa đồng, thân thiện, biết quan tâm đến mọi người. Em cũng biết làm việc nhà, nấu ăn. Và đặc biệt là em rất là tự lập trong cuộc sống. Còn về nhược điểm thì em hơi nhát, đặc biệt là trong đám đông á. Nếu như mà toàn người lạ thì em rất là khó bắt chuyện. Một nhược điểm nữa có thể là đối với các bạn nam chắc cũng sẽ quan trọng, đó là em không có biết make up làm đẹp. Không sao, chị thấy những cái điều người, em nói người khác make up cho. Đúng rồi, những cái điều em nói nó không phải là nhược điểm đâu, mà đôi khi nó lại là một cái điểm rất là đặc biệt, và chỉ để chờ một người đặc biệt phát hiện ra cái điều đó của em thôi. Đó, cho nên là mình phải tự tin lên, không có gì hết. Rồi, bạn nam thì sao nào? Theo nhiều người nhận xét, bản thân em là một người vẫn còn ít nói, trầm tính, lề mề một chút xíu. Cái nữa gọi là nhiều lúc mà cũng hơi rời dây thu một chút xíu. Đó là nhược điểm ạ. Ưu điểm là một người hiền lành, hòa đồng với lại tất cả mọi người. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì hiện con chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua mối tình nào. Còn 25... Jin? Đúng rồi. Trời ơi. Để mình qua mình coi coi. Người con trai 25 tuổi vẫn còn Jin. Chào em. Em chào chị. Trời dễ thương quá vậy. Dễ thương mà từ xưa giờ chưa biết yêu, chưa yêu ai luôn hả? Yêu chi sớm, 25 tuổi là 26 bắt đầu yêu là vừa. Hồi nhỏ đi học có cờ rút ai không? Dạ, tất nhiên thì chắc chắn là ai cũng sẽ có cho mình những đối tượng yêu thích. Chỉ cũng có gọi, cũng thích thôi. Dạ, cũng có gọi là cảm nắng, cũng có rớt. Nhưng mà rồi cái thôi. Dạ. Trời đất ơi. Tôi trong sáng chứ không phải dạ. Như ai khi yêu sớm quá. Chưa hề biết hẹn hò, chưa biết nắm tay bạn gái luôn hả? Dạ vâng. Trời đất ơi. Rồi bây giờ không có chưa bạn gái bao giờ rồi làm sao có kinh nghiệm yêu đây? Thì bây giờ mới nhờ nhờ chị Ngọc Lan tư vấn cho. Không lẽ mốt đi hẹn hò rủ tôi theo để tôi chỉ cách hẹn. Dạ không, lúc đó là có kinh nghiệm rồi, lúc đó là về nhà mọi thứ đều có kinh nghiệm. Mấy bữa đầu có nhờ Ngọc Lan đi theo ha. Dạ. Rồi. Chị chỉ cho, ví dụ như tới lúc nào là mình phải nắm tay, rồi mình nắm tay xong mình nói mấy câu rồi mình mới hung. Đó, mấy cái đó chị chỉ cho. Chúc chỉ luôn. Tôi bấm nút chỉ luôn nha. Chỉ trước luôn. Ngọc Lan yêu sớm lắm. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Dạ. Chị yêu sớm lắm. Yêu sớm. Vậy là chị rất có kinh nghiệm về tâm lý bạn nữ. Chị rất có kinh nghiệm, yêu sớm, thất bại cũng nhiều. Cho nên là ngày hôm nay mới có rất là nhiều cái kinh nghiệm để mà nói trước với tụi em. Đó, để tụi em tránh những cái trường hợp mà để thất bại như chị đó. Được, tôi qua tôi coi nhà gái coi sao. Gì mà lớn quá vậy? Lớn quá. Lớn quá. Xin chào con. Dạ. 25 tuổi hả? Dạ, con cũng 25 tuổi. Con thích người đàn ông như thế nào? Nói chung là con thích một bạn nam chín chắn một xíu, chính có chắn. Công việc ổn định và đặc biệt là phải ăn nói lịch sự. Con thích một người nam giống anh hai con. Anh hai con hả? Dạ. Anh hai con sao? Trưởng thành nè. Ăn nói lịch sự. Và rất là chiều người yêu. Bên kia có giống vậy không ta? Chưa yêu bao giờ nên chưa biết là có chiều hay không. Không, giờ hỏi thiệt, giờ có bộ có chiều không? Dạ, tính em thì rất là dễ chịu. Nên chiều bạn nữ hoặc là người yêu của mình, đó là việc đương nhiên của một người bạn trai rồi. Chưa có chiều bao giờ đó, đừng nói trước nha. Chiều người yêu khó lắm á. Đây bên đây người ta có anh hai là biết cô này ở nhà được cưng lắm nè, được anh hai cưng. Đúng lắm rồi, nè giống cho nên nghèo rất lắm là thân tượng anh hai. Nên là bây giờ việc trước mắt nha, cua được cô này rồi đúng không, bấm nút rồi, muốn thân hơn nữa là phải về cua luôn ông anh, hiểu về không? Phải cua ở đây không phải là cua kiểu tình ái mà là mình rủ anh để uống cà phê nhiều, thậm chí lâu lâu đi nhậu để mình hỏi về em của họ coi như thế nào để mình chiều, đúng không? Đó là cái cách tiếp cận đó. Có kinh nghiệm đó. Đúng rồi đó. Chị Lan nói đúng đó. Phải tập trung vô anh hai là chính. Đúng. Làm sao để em được giống như anh hai. Đúng rồi. Qua cửa anh hai trước mới tới em gái nha. Bây giờ con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông nhất là hút thuốc. Tại vì con không có ngửi được mùi thuốc lá. Con thuốc không? Dạ. Không ạ. Giỏi. Không bao giờ hút ạ. Giỏi kiếm tiền được không con? Dạ cũng được. Nếu giỏi kiếm tiền thì chị cũng sẽ giúp con, chỉ con cách kiếm tiền chứ. Đúng rồi. Bên bà giỏi kiếm tiền không bà mối? Trời ơi, ông lộn rồi. À lộn rồi. Qua trở lại đi. Lộn, tôi tưởng tôi bên nhà giờ gái. Giờ tôi hỏi nè, bên nhà ông có đàn ca gì được không? Dạ thì con cũng có biết hát một chút chút thôi. Thử cho bà mối bà nghe coi. Nào,
Tình yêu đó riêng trao em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu tình yêu có em thôi, đến suốt đời. Được chưa? Hát chơi vui thôi đó. Tại cũng không có hay mà hát chơi vui thôi. Tưởng hát không hay ai về hay không tưởng. Được chưa? Dạ được. Tài lẻ vậy được chưa? Dạ rất. Bên đây là rất là chăm cho. Nhà trai tôi chào hàng vậy thôi. Một là kiếm tiền giỏi, hai là hát hay. Thử tài lẻ nhà gái có gì không? Mình có hát lại, trả lại một bài em tị. Chứ để thôi mình quê đó. Em sẽ hát tặng anh em một bài. Nhưng mà thực sự là em hát không được hay. Thì mong bạn nam bên kia lắng nghe. Không cần hát hay, chỉ hát bằng trái tim của mình thôi. Hát có nhiêu mình hát nhiêu. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on, holding hands, walking through the night. Hold me up, hold me tight, lift me up to the sky, teaching me to love with her, helping me open my mind. I can fly, I'm proud that I can fly, to be the best of mine, to the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud that I can fly, to be the best of mine, the heaven in the sky. Được. Nghe cũng ngọt, dễ thương. Trời, trời dễ quá. Thương. Nãy giờ tôi vẫn chưa biết là cái anh bên kia là anh có cái nhu. Mẫu hình lý tưởng đúng không? Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết. Mẫu hình lý tưởng cho bà mối biết coi có trùng khớp với bên kia không? À, là một bạn nữ hiền, hiện đại, lễ phép mọi thứ và dễ thương chút xíu hơn được rồi. Dư. Với đánh giá của Mai dư. Tôi thấy nãy giờ ổn định rồi đó. Dạ, đó. Khỏe rồi đó. Khỏe re. Mình đã thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi. Đã hợp nhau nhiều thứ dạ. Lắm rồi. Bây giờ hỏi ý kiến bên nhà gái coi sao. Dạ, nhà gái mình đi với ai cưng? Dạ, em hôm nay em chỉ đi với một người bạn thân của em. Bạn thân ha. Dạ, em chào chú Yên Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Thì lời đầu tiên thì em xin chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Em là bạn của mình. Theo nhận xét của em á, em thấy bạn nam khá là hiền và thật thà. Em thấy là hai bạn là khá là hợp. Thì em cũng hy vọng là hai bạn có thể bấm nút và cho nhau một cái cơ hội để làm quen. Rồi, cảm ơn. Mình đi với ai vậy? Dạ, ngày hôm nay thì con đi với lại hai người em học cùng. Dạ, em xin kính chào hai MC và kính chào quý khán giả có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Em là Hưng, là bạn rất thân với anh Đạt. Anh Đạt thì có thể là hơi ít nói nhưng mà anh rất là mạnh mẽ và có bản lĩnh trong công việc. Cả hai cũng nhiều điểm tương đồng, rất là hợp nhau. Và mong là cả hai cho nhau một cơ hội. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nhà trai. Mình đã tìm hiểu nhau, cảm nhận nhau qua cái hàng rào, cùng nghe người thân góp ý rồi. Bây giờ chúng ta trực tiếp gặp nhau. Đúng. Coi nó làm sao. Mở rào. Chào bạn, mình có món quà tặng cho bạn ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn. Không biết là em có được mở không? Dạ, được. Bạn cứ mở. Thế lịch sự chưa? Dạ, được luôn. Đây, đây là một cái hình tượng hai ông bà đang ngồi trên một chiếc xe. Mua cái này thì mình liên tưởng đến cái ý nghĩa đó chính là chúc cho bạn sẽ tìm được một người và sẽ cùng người đó đi trên con đường tình yêu và trên con đường hạnh phúc của mình. Bạn có hy vọng người đó là bạn không? Thì mình cũng rất là hy vọng điều đó. Câu hỏi hay. Rất là hay luôn. Mình cũng có một món quà muốn tặng bạn. Anh với em đi cho nó tình cổm đi. Người ta chưa yêu bao giờ nên người ta không biết đâu. Mình tặng bạn một cuốn sách. Thì mình về chỗ ngồi đi, mình sẽ nói ý nghĩa cuốn sách cho bạn nha. Trước khi đến chương trình, mình không có biết là sở thích và tính cách của bạn như thế nào để lựa một cuốn quà cho phù hợp. Vì vậy là mình mua một cuốn sách. Đó là cũng là cái mong ước của mình, là từ khi mà mình còn sinh viên, mình muốn tìm một người bạn trai. Có thể là ngoài những cái thời gian là hai người cùng đi chơi, cùng trò chuyện, thì sẽ đặt ra cho cả hai những mục tiêu, ví dụ như là học tiếng Anh chẳng hạn. Mình hy vọng sau chương trình mình với bạn sẽ cùng đặt một mục tiêu và cả hai sẽ cùng phấn đấu đạt được nó.
Thực sự mình cũng rất là nhát, cũng không biết nói gì nhiều hết. Mình thấy bạn hát rất là hay là bạn có thể tặng mình với khán giả ở trường quay một bài hát nữa được không? Chắc chắn. Nắm tay nhau hát nào. Không có giỏi về mấy vấn đề này thì ngày hôm nay thì mình cũng xin tặng bạn với lại tất cả mọi người thêm một bài hát nữa. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Thật ra là đó là hình ảnh mà tương lai các bạn sẽ đạt được. Mình cứ mong muốn như vậy đi. Rồi ngồi xuống đây nào. Dạ. Bây giờ mình nói một chút xíu đi, quan điểm về cuộc đám cưới một ngày sớm nhất, rồi tài chính về nhà ai giữ. Rồi bắt đầu từ bạn trai đi. Thế thì quan điểm vấn đề về hôn nhân thì mình cảm thấy là bây giờ mình vẫn còn rất là trẻ và công việc nó chưa ổn định lắm, cũng chưa có nghĩ được đến hôn nhân. Khoảng phải có một mục đích nào đó. Đúng rồi, phải có mục tiêu em phải đặt ra thì em mới kiếm tiền được. Dạ, vậy chắc khoảng 4 năm nữa được. Em thấy bạn Nam chia sẻ cũng giống em á, cũng thấy là cả hai còn rất là trẻ, cần phải học hỏi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Rồi khi nào thật ổn định thì mình sẽ nghĩ đến chuyện đó, không sao cả. Rồi quan điểm về kinh tế, về nhà thì tiền bạc ai giữ? Tài chính thì mỗi người đi làm thì cũng có một cái khoản lương riêng, thì mình có đó mình giữ và mình sẽ trích ra một khoản lương chung. Còn vấn đề mà đưa tiền cho vợ thì cũng không thành vấn đề. Đã, vợ mình mà, đâu phải vợ ai đâu. Đúng rồi, không? Mang tiền về cho vợ. Mang tiền về cho vợ, dạ, không thì phải đi ở đợ. Dạ. Không muốn ở đợ thì mang tiền về cho vợ. Đi làm chứ đâu có lương. Nói rã họng từ qua tới giờ chứ đâu có đồng lương nào đâu. Có nhiều đem về hết. Mang tiền về cho vợ, vợ đưa tiền đi chợ. Quan điểm là vậy. Cả hai đều đi làm thì cũng giống bạn Nam là trích ra một khoản chung chi tiêu. Bạn Nam nếu như mà cần đi ra ngoài nhiều thì cũng cần có một nguồn tài chính trong người. Em cũng không có muốn là giữ nhiều. Đủ để chi tiêu trong gia đình rồi. Bây giờ nãy giờ mình phân tích ra tất cả mọi thứ thấy cũng ổn rồi ha. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Các bạn cứ suy nghĩ thế nào các bạn làm theo nhịp đập trái tim của mình là được rồi ha. Cá nhân chị Ngọc Lan thì rất thích hai bạn bấm nút, bởi vì hai bạn rất là đẹp đôi, rất là dễ thương. Hai bạn còn rất là nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nữa. Đưa tay đây, chị Ngọc Lan hỗ trợ cho. Đã sẵn sàng, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ có quyết định. Và khi quyết định chúng ta phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn Nam không bấm. Lý do tại sao bạn Nam không bấm? Thực sự là bạn nữ rất là dễ thương, nhưng thực sự là tim con vẫn chưa có được rung động, hoặc là chưa có được cảm nhận đủ cái để mà mình tiến tới với một cái sự nghiêm túc. Đó là sự chân thành từ trong tim con. Bạn trai rất là nghiêm túc trong chuyện đó. Thật ra khi ngồi ghế bạn mới hòa, các bạn đều nghiêm túc. Tôi thấy rằng bạn gái ở đây rất là tuyệt vời. Bạn ấy có cách hoạt ngôn cũng rất là tốt, cách nói chuyện bạn ấy đi sâu vào lòng người luôn, và gương mặt rất là hiền hậu. Có lẽ là bạn trai chưa thấy hợp với mình điều gì thôi, nhưng với tôi thấy bạn gái là tuyệt vời đấy. Không sao, chúng ta còn rất là nhiều cơ hội, bởi vì chúng ta còn quá trẻ mà. Đúng rồi. Tuổi của các bạn là cần phải được trải nghiệm, không sao cả. Có thể khi xuống sân khấu các bạn làm bạn với nhau. Đúng chia rồi. Sẻ với nhau trong công việc, bởi vì cùng ngành với nhau. Đúng mà rồi. Trước khi đến chương trình thì con cũng ấy là có mục tiêu là sẽ dù ấy thì con cũng sẽ bấm nút và cho bạn Nam cơ hội. Thì nếu như bạn Nam đã có cảm nhận về thì con rất là cảm ơn bạn Nam, vì bạn ấy rất là thật. Nói thật với cảm xúc của mình, chứ không phải là bấm nút để rồi về và trao cho nhau những cái câu nói không có còn đúng như thực tế cho chương trình đã thể hiện. Thì con cũng rất là cảm ơn bạn Nam. Chúc bạn Nam sẽ thành công trong cái cộng đường sắp tới. Cảm ơn rất là nhiều. Rất văn minh.